À, xin chào tất cả mọi người. Rồi chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với bonsai trường thi. Vẫn là khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa và 19 giờ mỗi ngày. Thì bonsai trường thi sẽ có những cuốn video để giới thiệu cây. Tất cả những cái chủng loại cây chỗ bonsai trường thi đều là những dòng cây khai thác. Thì dòng cây khai thác thì gồm như là sơn liễu, gan tu, hú, hải châu, vân vân. Thì đa số là những chủng loại cũng giống nhau thôi, một vài chủng loại như thôi nha mọi người. Thì trước mắt mọi người là cây gan tu hú, hay còn gọi là cây gan vàng. Thì gan thì cũng giới thiệu rất nhiều rồi, giới thiệu mọi người cũng rất nhiều. Thì mọi người có thể chúng ta sẽ xem lại những cuốn video ở trước để bên sàn thi đã giới thiệu rất là nhiều về cái dòng cây gan tu hú. Thì nó là người ta chơi lũa, chơi hoa, chơi lá và chữ trái, đặc biệt là hoa và trái nó rất là đẹp nha mọi người. Cây này thì nó là song song thân, một cốt có phần lũa mà âm thân. Cây đo hoành tổng hoành đế là 60, tổng hoành đế là 60. Thì cái hoành thân tại vị trí này thì nó là 24 mọi người, 24 nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu là 30 ha, 33. Phủ tán thì tầm khoảng cô tán tới vị trí này tầm khoảng 37 mọi người, 37 nha. Chậu này chậu oan, chậu Trung Quốc mọi người, khá là đắt tiền. Dài là 34 và chiều cao là 12. Một cái cây gan tu hú. Cây này thì nó cái bành nha mọi người, cái bành lúa nha, từ bên đây nè qua bên đây. Đó. Rất là lớn mọi người. Chi cành thì tương đối cũng định hình thôi. Chi cành cũng định hình thôi. Cây rất là khéo. Cây này gan thì chúng ta nuôi rất nhanh mọi người. Cây này chúng ta nuôi tầm một tháng nữa thì nó sẽ cho cái chi dâm, cho chi dâm cấp cấp 2 thì chúng ta làm lại chi cành nữa, thì nó khá là hay, khá đẹp. Cây này được cái cốt mà khá đẹp mọi người, được cái cốt khá là đẹp. Gan tu hú thì chúng ta cũng rất dễ chơi và dễ chăm sóc. Rồi xin báo giá mọi người, cây gan này giá 1,2 triệu bao ship, 1,2 triệu bonsai trường thi bao ship cho mọi người nha. Vẫn là chủng loại cây quen thuộc, một cây hải châu, một cây hải châu cụm rừng, một cây hải châu cụm rừng liền bệ, cụm rừng liền bệ. Cây rất là cái bộ đế rất là khủng mọi người. Cây này bonsai đỡ bàn nha, bonsai đỡ bàn cho quý anh em. Một dòng hải châu, dòng hải châu bây giờ cũng tương đối là cạn kiệt rồi anh em. Đó, tương đối là cạn kiệt rồi. Bây giờ người ta khai thác những cốt nó nhỏ thôi, chứ không có những cái cốt mà nó lớn như thế này đâu. Những cây hàng đẹp thì bây giờ giá cả giao lưu rất là khó khăn, kể cả đi siêu tầm về giao lưu lại quý anh em rất là khó khăn. Rồi cái cây này thì bonsai thì đo nghiêng bệnh, nghiêng cái bệnh nó là 56 mọi người, 56 nha. Cây này thì nó mà lên bệnh rừng, nên mà rừng một thân này, hai thân này, ba thân này, ba thân, thân này bốn thân này, phần này còn sống nha. Năm thân, năm thân nha mọi người. Cái phần này nó còn sống, nó nứt như cái mục nhỏ đây nha. Cây một cái bành rừng, cây có chiều cao tính từ mặt chậu là khoảng 25, phủ tán thì tầm khoảng 40. Chậu này là chậu vuông bao gốc, kích thước là 32 và cao chậu là 10 phân. Một cái cây hải châu bành rừng, bộ đế rất khủng nha mọi người. Cây chi cành thì tương đối. Những cái cây bệnh rừng thì chúng ta chơi tàn thiên nhiên, chơi tàn thiên nhiên. Cây này đẹp mà tương đối bốn mặt nha, đây mặt đây cũng đẹp nè mọi người, mặt phụ nha, mặt thứ hai, chi cành thì khá là ok rồi. Đây chúng ta lấy mặt tiền mọi người, lấy mặt tiền nha. Cây này khá là ok, cái này hàng bonsai để bàn cho quý anh em, để bàn ở ban công quý anh em nhà phố nha, quý anh em có không gian hẹp nha. Rồi cây hải châu này thì bonsai trường thi giao lưu với mọi người giá là 1,3 triệu bao ship. Rồi 1,3 triệu cho một cái cụm rừng hải châu, 1,3 triệu bao ship cho mọi người nha. Rồi cuối cùng trong video hôm nay giới thiệu đến mọi người một vẫn là một chủng loại hải châu, một con chủng loại hải châu. Cây này vẫn là cái cụm rừng năm thân,
Cây này rất là thanh thoát, cây chi cành thì phải tầm 70% rồi. Cây này thì được vào một cái chậu men giá cổ khá là đắt tiền, cầm rừng khá là hợp với cây. Cây này chi cành thì tầm 80% rồi mọi người. Cây rất chi cành rất già rồi nha. Cây này có khả năng sẽ cho hoa vào tháng 6 mọi người. Mùa cũng đang là chuẩn bị bắt đầu vào mùa hạ châu rồi. Cây rất là đẹp nha mọi người. Cây này thì nó là 5 thân, khá là ok. Cây này đẹp tứ diện nè, hàng bonsai tầm trung, một người bê nhẹ tay, rất đẹp. Cây này chỉ dòng lá cũng khá là dòng siêu hoa siêu trái mọi người. Rồi để đo thông số hoành cho mọi người xem. Cái hoành tổng thể, hoành tổng thể đế của cây này là 53, và đây là một bệ, và 5 thân này thì nó là bằng nhau. 5 thân này là bằng nhau, nhưng một thân bonsai thì thi đo thì nó tầm khoảng 12 thì những thân này hơn một xíu. Nói chung là nó tương đối chênh lệch nhau 1-2 phân mọi người. Như cây này 12 thì đây khoảng 11 này. Đấy, khá là hay. Cây một cái cây cụm rừng. Cây này có chiều cao tính từ mặt chậu, tính từ mặt chậu lên tầm 35 nha mọi người, 35 nha. Cây phủ tán thì tầm khoảng gần 40, khoảng 38, khoảng 38. Chậu này là chậu vuông, kích thước là 36. Chậu chữ nhật mọi người, chậu chữ nhật kích thước là 36 và ngang chậu là 14 nha. Ngang chậu là 24. Ngang chậu là 24. Chiều cao là 14. Một cái cây hải châu cụm rừng. Một cây hải châu cụm rừng khá đẹp. Mọi người xem cây này đẹp được tứ diện nè, cây được đẹp được bốn mặt nè. Rất là ok mọi người, cây này chúng ta bonsai tầm trung mà nhẹ tay. Cây này chúng ta chơi ở ban công. Cây này chơi bàn trà vẫn được mọi người. Tự nhiên nó hơi lớn một xíu nhưng mà ta chơi được. Dòng lá thì rất là đẹp, dòng lá này là những cái dòng lá mà nó siêu hoa này, siêu trái này. Rất là ok mọi người. Rồi, báo giá mọi người, cây này giao lưu bonsai Trường Thi giao lưu mọi người giá là 1.800.000, 1.800.000 bonsai thì bao ship. Rồi, 1.800.000 cho cái hải châu, một cái cụm rừng 5 thân, giá 1.800.000 bao ship. Và kính mời quý anh em xem kênh và ủng hộ thì bonsai thì giao lưu lúc 11 giờ và 19 giờ mỗi ngày. Kính mời quý anh em xem kênh, đăng ký và nhấn chuông. Rồi, xin cảm ơn quý anh em và chúc quý anh em ngày cuối tuần có nhiều niềm vui. Rồi, xin cảm ơn và xin chào.